tu hôm nay mai tái khổ, đời sẽ an vui mình sống thanh thản. Đường đời còn bao nỗi lầm than, câu Di Đà tỏa sáng nhân gian. Ta đi theo ánh sáng nhiệm màu, ta đi theo lời kinh tiếng kể, cho trí tuệ sớm mở tâm mình, tu sẽ được hạnh phúc muôn năm. Nếu bà ca Nam Mô xong, bắt đầu vào bài giảng nha. Kính lại Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, môn Phật thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật pháp, mà cũng là ngày ngày 5 tháng 7 thì cũng có thừa, thì hồi đó ông mới đồng ý kêu năm tông thì đúng hơn, thì hầu như giữ về tứ niệm xứ. Nhưng cái cách giảng bên năm tông đó, thì nó hơi khác với bắc tông. Và theo cái quan điểm của tôi xin nói là tôi xin xưa thước trước ha, là dầu cho Đức Phật, dầu cho các vị thiền sư nổi tiếng, dầu cho là cái truyền thống, chúng ta không phải làm sáng tỏ. Chúng ta rất kính các ngài, nhưng xin thưa đừng có sợ các ngài, đừng có sợ cái hào quang các ngài. Nếu quý vị chịu vậy thì tôi đi sâu vào, tôi chỉ làm sáng tỏ những cái chỗ mà không sáng tỏ của các ngài thôi. Thành ra tôi coi hết những cái kinh về tứ niệm xứ bên năm tông, tôi thấy có nhiều chỗ hở, nhiều chỗ không sáng tỏ. Mà nếu không sáng tỏ thì trở lại cái đạo người trời chứ không phải đạo Phật. Cái đó là cái sư thừa trước với quý vị. Nếu đồng ý thì chúng ta trao đổi vào đó. Tôi không phải nói tôi đúng, nhưng mà là quan điểm của tôi, thì tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi đã nói trước là nếu tôi đúng đó, tôi thành Phật, mà trật thì tôi thành ma. Thì quý vị đừng theo tôi mà cũng đừng bỏ. Đây chỉ là cái chất liệu bồi dưỡng thêm cho quý vị, để có thêm sự suy gẫm, cho làm sáng tỏ, đừng có lọt vào ngũ âm ma. Rồi qua tới Đại Thừa thì giảng về tứ niệm xứ. Mà cái hay nhất của Đại Thừa đó, giảng hay nhất có lẽ của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Thì tôi có đem cái quyển đó theo, thì tôi mong rằng quý vị nên mua quyển này để coi. Là con đường chuyển hóa. Ngài kêu tứ niệm xứ là con đường chuyển hóa, còn kêu đó là kinh bốn lĩnh vực quán niệm. Thì Hòa Thượng Nhất Hạnh danh từ tùm lum hết, nhức đầu con đường chuyển hóa. Thành ra tôi đọc vô cái con đường chuyển hóa, tôi thấy cái chuyển hóa là không đúng. Thì đó quan điểm của tôi thôi. Đạo Phật không có chuyển hóa, chuyển hóa chỉ là người trời thôi, đó là danh từ của thế giới thành không. Mà trí tuệ là không có chuyển hóa, là một sự nhận lại thôi. Nhưng mà ngài giảng, ngài có phê bình cũng giống như tôi đó, là cái chỗ không sáng tỏ của năm tông. Mà năm tông, cái gốc của năm tông lấy đó là tu chỉ,
mà tôi thấy cái chỉ hồi trước tôi có dạy rồi, năm ngoái tôi có giảng rồi, nhưng tôi thấy quý vị không hiểu. Sao qua cái sự trao đổi, vì tôi thích trao đổi quý vị chỗ đó là tôi không phải làm khó, nhưng bữa nay chắc là không dám trao đổi nữa, vì quý vị không thích, cái gì không thích thì thôi, chứ còn miễn cưỡng bắt buộc để trao đổi thì tôi thấy nó không có sự hứng thú, không có sự là trao đổi thật sự, với sự bị bắt buộc phải trao đổi, thành ra tôi không dám kêu nữa. Bữa nay chắc là ngày dạy chó tôi, rồi nếu thật sự thì chúng ta tiếp tục, còn không chắc chúng ta dẫn nhau xa lâu quá. Thì tôi muốn nói về cái những cái điểm cốt yếu để quý vị coi lại cái bên Nam Tông. Thì bên Nam Tông thường kêu là minh sát tuệ, rồi chia ra 16 pháp minh sát tuệ, mà cái gốc của Nam Tông đó là tu chỉ rồi qua quán, tức là chỉ tôi đã giảng kỳ rồi. Thí dụ hơi thở vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, tức là tùy sổ tức, rồi hay là còn kêu là tầm nữa, rồi sát là theo dõi hơi thở của mình, thì nó kêu là tùy tức. Thì nếu theo cái đó, sổ tùy chỉ quán hoàng tịnh định xả, hay tầm sát hỷ lạc tịnh định xả, thì chúng ta đi vào cái sơ thiền thôi, tức là niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, thì còn phải tầm sát, thành ra nó chưa có nhất niệm được. Thành ra trong kinh Đại Thừa thường kêu đó là ni dục sanh hỷ lạc, hãy nó phóng ra thì kéo lại, phóng ra là tạp niệm, kéo lại là nhất niệm, còn nó phóng nữa mình kéo lại là nhất niệm, hãy kéo được vô là nhất niệm, mà phóng đi là tạp niệm. Thành nó còn tranh đấu giữa tạp niệm và nhất niệm, chưa có gọi là định được. Tới nhị thiền, định sanh ý là không có tầm sát nữa, hỷ lạc tịnh định xả, thì cái này mới thật sự là định. Hôm trước tôi có giảng rồi, tôi giảng rành lắm, bây giờ quý vị không nắm được, thành ra tôi buộc lòng tôi phải nhắc sơ thôi. Nhắc sơ thôi, quý vị ráng mà cố gắng hiểu, phải động não một chút, chứ đừng chút khó một chút là la làng thì tội nghiệp tôi. Cái giảng nó khó lắm, giữa tư tưởng thì dễ giảng, mà giữa tư tưởng qua mắt nhã rất là khó. Thành ra tôi hôm trước tôi có nói đạo Phật dường như là mất rồi, chỉ còn đạo người trời thôi. Mà chúng ta làm sao mà tôi dám nói câu đó? Thì mình phải nắm vững cái căn bản của đạo Phật, thì nắm cái đó rồi mới đem chiếu rọi vào những cái pháp giảng của bên Nam Tông và Bắc Tông đó. Thì thường thường đó là cái thứ hai, đó là khỏi cần niệm Phật, khỏi cần đếm hơi thở, khỏi cần đếm, khỏi cần theo dõi hơi thở, mà hơi thở với cái tâm nó dính liền nhau, thì kêu là định sanh hỷ lạc, thân an tâm hỷ, và tư tưởng cái hơi thở kéo tư tưởng trở về đó. Rồi như vậy rồi chúng ta liên tục, cái đó kêu là nội tỉnh nhất tâm, trong kinh kêu nội tỉnh nhất tâm, tức là không hướng bên ngoài nữa mà hướng tất cả vào bên trong, tập trung vào cái đối tượng duy nhất mà không có những cái tạp niệm nữa, thì ở đây là định sanh hỷ lạc chứ không phải ly dục nữa. Thì cái này kêu là nhị thiền. Thì từ đây đó chúng ta quán, chúng ta có thể qua bát nhã, còn không là đi tuốt lút. Rồi tới như vậy chúng ta làm sao cho nội tỉnh nhất tâm liên tục. Thành ra nội tỉnh nhất tâm chúng ta dễ lầm với nhất vãng lai, và thánh nhất vãng lai cũng nội tỉnh nhất tâm, mà nhị thiền cũng nội tỉnh nhất tâm. Mà chúng ta cho cái thánh nhất lai mà nhận đó là nhị thiền, chúng ta lọt vào ngũ âm ma, nó khích xe nhau, nó giống hệt nhau thôi. Thành ra bên nhị thiền thường cho mình tương đương với nhất vãng lai, thì sau qua bát nhã chúng ta nói tương tự chứ không phải tương đương, hai cái đó nơi khác. Rồi tới cái ba là tam thiền. Khi mà nội tỉnh nhất tâm được liên tục, không gián đoạn, thì kêu đó là chánh niệm tỉnh giác, là ly hỷ diệu lạc, bỏ cái hỷ luôn, chìm đắm trong cái lạc, thân lạc tâm lạc. Hồi nãy là thân an thì tâm hỷ, hai cái nó rất thách rồi. Bây giờ toàn thể thân thể đều là lạc tỏ hết, mất thân luôn. Trạng thái tâm thiền là không thấy thân mình nữa, vì toàn thân đều là lạc thọ hết. Thành ra trong đó mới là thân lạc tâm lạc, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Thì hôm trước tôi có giảng kỹ, hôm nay giảng nữa là không có thì giờ, tôi nhắc lại thôi. Thành ra tôi đòi hỏi quý vị là nghe tôi phải nghe nhiều và phải
ôn bài vở để trả bài. Thì tôi mới nắm được cái trình độ của vị, tôi mới giảng sâu nữa. Từ hôm trước trao đổi với trưởng tôi mới thấy là cái nhất niệm như trưởng nắm không vững. Ngài cho rằng cái quán đó thì không có chỉ. Thì tôi nói chết rồi, quán không chỉ làm sao quán. Như hôm trước tôi có giảng rồi, chỉ có thể không có quán được, nhưng mà không có quán nào mà không có chỉ hết trơn. Cũng như hôm trước tôi giảng về vấn đề nhân quả cũng vậy. Có thể nhân quả mà chưa có nghiệp, nhưng mà bất cứ nghiệp nào cũng có nhân quả trong đó hết. Định lý ngược nó không có đúng, có điều có không đúng. Nhân quả là nhân quả, chưa có nghiệp trong đó, nhưng mà khi đâu nghiệp rồi là phải có nhân quả trong đó. Còn chúng ta tu chỉ không, chỉ là gì? Là dừng cái tư tưởng lại để mà quán chiếu vào một cái đối tượng duy nhất, gạt tất cả mọi đối tượng để thấy rõ nó. Thì chúng ta có thể tập trung kỹ mạnh lâu sâu mà chúng ta không quán được. Chẳng hạn như mà nổi sân, thì tôi lấy thí dụ hôm trước tôi có giảng rồi mà quý vị nghe rồi, quý vị không chịu ôn lại. Thành ra tôi muốn đòi trả bài là chỗ đó, hãy trả bài tôi biết quý vị hớ chỗ nào. Còn nếu đắc quả là hãng, người ta không cần, người ta đi thẳng vào ở lại giao quý vị, tôi đâu có đắc thánh quả được. Thành ra trao đổi với tôi là tôi biết cái trình độ liền. Mà tôi thấy quý vị tiếc lời nói quá, không chịu trao đổi gì hết, thì tôi đâu có biết cái trình độ làm sao. Mà nếu quý vị hớ chưa sáng tỏ, tôi phải giảng lại. Còn nếu sáng tỏ tôi đi sâu hơn. Mà nếu chưa sáng tỏ mà tôi đi sâu nữa thì cuối cùng không được cái gì hết. Gần không đi được rồi đi xa làm sao đi được, lớp mẫu giáo lớp 1 mà chưa thông làm sao qua lớp 3, lớp 4 được. Thành ra cái ý của tôi là muốn giảng quý vị phải nắm được. Mà nắm được thì phải trả cái bài cũ. Mà thí vị thiết lời nói quý vị không thèm nói, hồi đến thinh hết. Thì tôi phải đành thôi, tôi đành rút lui thôi. Thành ra cái kết quả không phải lỗi ở quý vị mà lỗi ở tôi. Tôi không biết cách làm như thế nào, mặc dù tôi trình độ tôi đều có giới hạn thôi. Chứ tôi đâu phải là bậc thánh. Thì tôi giảng theo cái khả năng hết mình của tôi. Tôi tìm đủ cách, cái ví dụ để cho quý vị sáng tỏ. Nhưng mà gặp nhau mà biết rằng một tháng gặp nhau có một hai lần thôi. Để đi lâu quá nó lật nhắc. Mà phải quý vị về, quý vị chịu nghiền ngẫm lại, văn, tư rồi mới tu. Quý vị văn mà quý vị không tư, không có suy nghĩ gì hết trơn. Quý vị không hiểu hết rồi làm sao áp dụng được đời sống của mình. Giờ trở lại, thành ra mấy vị bên Nam Tông nó thường thường đi vào cái chỉ. Ví dụ tôi nổi sân, bây giờ tôi cứ dùng hơi thở hoặc niệm Phật tôi đè nó xuống. Mà nếu có sức lực tôi mạnh, cái chỉ tôi mạnh hơn thì cái sân nó nằm bẹp mấy dưới. Thế là yên. Thì tôi chỉ không, tôi không có quán gì hết. Nhưng mà cái này mà đè mà nếu nó bức xúc nó mạnh hơn nữa thì đè hơn nữa. Ly dục sanh hỷ lạc không được thì tới định sanh hỷ lạc. Định sanh hỷ lạc thì trừ cái sân, ly dục sanh hỷ lạc thì trí thuyền tham dục không trầm với nghi thôi. Hôm trước tôi có giảng cái này rành lắm à. Như trưởng đã bắt trừ cái tham dục trước, tôi nói là không được. Tầm thì trừ không trầm, sát thì trừ nghi, hỷ thì trừ sân, lạc trừ phóng vật. Bất lạc bất khổ thọ mới trừ tham dục, tôi bắt từ dưới lên chứ. Thì trong kinh mấy năm tôi giảng tùm lum hết. Có chị vô ngay tham dục trước. Mình phải có con mắt trạch pháp chứ mình không phải vì hầu quan các ngài mà mình sợ mà mình theo. Tôi không có cái vụ đó. Thiền sư thì thiền sư nổi tiếng không á? Thái Lan, Tích Lan, nhất là thiền sư Tích Lan. Ông nào nấy cũng là tiến sĩ không? Mà bất chấp tiến sĩ gì tiến sĩ mà không sáng tỏ là tôi vẫn làm là thôi. Vì tôi đã nói trước cái gì phải có cái can đảm như vậy. Thì Đức Phật đã có nói rồi, đừng nghe ai hết. Dầu đó là truyền thống, dầu đó là bổn sư, dầu đó là mật minh sư. Minh sư thì kệ nó, nhưng mình phải nắm cái gốc, mình trạch pháp vô đó. Bất tri tắc vấn mà bất minh người tắc học. Thì không biết là phải hỏi, dầu về Đức Phật bây giờ giảng, bây giờ tôi thấy khác với cái hiểu biết tôi cũng phải hỏi Ngài thôi. Hỏi Ngài tức là cung kính Ngài. Còn nói mô Phật, amen, Ngài dạy sao con nghe vậy. Thì tôi nói là cái đó thầy Đức Phật nói là phỉ báng ta. Theo ta mà không hiểu ta, tức là phỉ báng ta. Mình theo Đức Phật để làm cái gì? Để hầu hạ, để ăn mày cái phước báo của Ngài? Không, không có đó. Đức Phật ra đời là muốn mỗi người chúng ta phải thành Phật như Ngài. Cái quả Phật không phải là riêng mình là Thái tử Siddhartha, mà nó là chung cho tất cả.
Phật đến là đấy, mỗi người chúng ta phải thành Phật, như Phật, bằng Phật. Đấy, tôi nói sai tôi chịu tội thôi. Còn các tôn giáo khác thì không có. Chúa là trên hết. Mình bằng Chúa là phạm tội phạm thượng. Tôi mà sở dĩ đi tu là Phật và tôi thấy cái chỗ đó. Tôi là đó hôm qua bên Thiên Chúa, tôi học trường Thiên Chúa là chứ tôi không có vô đạo. Nhưng mà khi ông cha giảng là nói Chúa là trên hết. Nói vậy Chúa là tôi cũng làm Chúa được. Nói, em nói em phạm thượng. Tại sao có mình Chúa là Chúa mà mình không được làm Chúa? Mình phải là hầu hạ Ngài, phải nô lệ Ngài, phải sinh vì nước Ngài, phải làm con cháu của Ngài. Phật thì đó nói là Phật ta là Phật đã thành, các con là Phật đang thành và sẽ thành. Ai cũng là Phật nếu chịu đi theo con đường hướng dẫn của Ngài. Thôi thì chúng ta trở lại thành ra cái căn bản của năm tông mình phải nắm được. Một là đi theo chỉ. Thì như tôi nói đã sanh rồi đó thì mình cứ đè nó xuống. Rồi đè không được nữa thì phải lên tầm sát rồi tới hỷ, hỷ không được chìm lắm trong lạc. Lạc rồi bức xúc không nổi nữa thì qua cái bất lạc bất khổ thọ. Bất lạc bất khổ thọ là không còn xác thân, không còn cảm giác nữa. Có xác thân, có cảm giác mà đè nén tới không để ý tới nó. Thì cái này là cao nhất mà hơn nữa đó. Nó mạnh hơn cái này nữa. Thì nổ thôi, xuống địa ngục thôi. Thành ra cái lối tu mà chỉ nó nguy hiểm. Nhưng mà đạt tới tứ thiền thì khó đủ. Khỏi đó thường thường đó, trong kinh là cái bất động địa. Bất động địa là gió bắc phong không đụng tới nữa. Nước, đất, bão, tố, dông tố, nước lục, nước dòi, lửa cháy không đụng tới người tứ thiền. Thì nó tương đương giống hệt như bất lai. Đó là hiện tại lạc trú, còn bất lai là hiện tiền lạc trú. Bất lai là không có nhập, không có xuất, mà luôn luôn ở trong thường định. Thì cái đó nữa tôi giảng qua, tôi hôm trước tôi là chú trọng về cái tư tưởng bất nhã. Thành ra tôi có cái bản mà đưa, tôi giật mình, như trưởng nói là sư giảng rồi tôi cũng không nắm hiểu cái danh từ hư vô di tế, hư minh lối như soi, mà tôi nhớ tôi có giảng rồi. Tôi có đưa cái bản cho mỗi vị, có cái mũi tên đó. Nghe ông Minh Cảnh nói ai đó đem thảy vô sọt rác thì cái sức giảng của tôi nó bắt đầu nó xuống. Tôi nói trời ơi, cái lỗi của mình quá nặng, mình đem giảng cao quá. Mà ví dụ nên nhớ gặp nhau có hôm năm ngoái tôi giảng 2 ngày liên tiếp, tôi biết là nó loãng là tôi cố gắng về đây tới 2 bữa. Ở đây không khí ông bằng với tôi, nóng nực quá trời, đi cái chỗ nó chặt cứng à, lên xuống là đụng nhà, không có cây cao 4 mét gì hết đó. Nhưng mà tôi cũng ráng xuống ngủ một đêm để 2 ngày 4 thời. Mà năm ngoái như thời 2 tiếng á. Năm nay thì buổi sáng được 1 tiếng rưỡi, chiều có 1 tiếng à. Thành ra năm ngoái dường như sáng 1 tiếng rưỡi, chiều 1 tiếng rưỡi. Mà tôi còn không đủ khả năng, không đủ thời giờ để giảng. Thì quý vị thấy á, nó khó lắm. Giảng tư tưởng thì dễ, vì ai cũng giảng tư tưởng hết. Thì cái minh sát tệ đó là pháp quán. Thì bên đó đi về tứ thiền rồi, đi vào pháp đè nén rồi mới qua pháp giác, quán kêu là vipassana, người kia kêu mà samadhi, samatha gì đó. Thì cái tiếng Phạn là tôi không để ý lắm. Rồi thì vipassana là quán cái gì? Vô thường, vô ngã, khổ đau. Cái này cũng là Phật dạy thôi. Phật hỏi về sắc vững là vô thường hay thường, thì chư tỳ kheo nó bạch Thế Tôn, sắc vững là vô thường, ngã vô thường là khổ hay là sướng. Thì các vị kheo vô thường là khổ. Như vậy có nên nhận cái sắc vững này là ta, là của ta, là tự ngã của ta hay không? Thì nó không đâu, không nên đâu Thế Tôn ạ. Người thấy thọ vững, tưởng vững, hành vững này có ý hết vậy thôi. Thành ra không nên nhận sắc vững, thọ vững, tưởng vững, hành vững và thức vững là của ta, là ta, là tự ngã của ta. Bởi vô thường là khổ, vô ngã cũng khổ. Vậy vô thường, vô ngã, khổ đau là tam pháp ấn của Đạo Phật. Theo tôi sai. Tam pháp ấn thiệt, Phật có dạy thiệt. Nhưng mà đây là tam pháp ấn của người trời. Để qua nhập lưu chứ không, nếu dừng ở chỗ đó là đi theo cái thấy lẫn quẩn. Rồi tự nhất hạnh dường như cũng thấy được chỗ đó, ngài có phê bình cho cái cứu này. Rồi tới ngày ngài sửa lại. Ngài nói vô thường đâu có thấy khổ, vô ngã đâu có khổ. Vô thường vô ngã là cái định lực của vũ trụ mà. Nhưng mình chống lại nó, mình không thấy cái đẹp nữa, cái đẹp mà đừng dứt mắt thôi. Thành ra ngài sửa lại con đường chuyển hóa này đó.
là vô thường, vô ngã, duyên sinh, chứ không phải là khổ đau. Mà duyên sinh là cái gì? À, tới ngày giảng thì rất hay, chúng ta bắt không nổi. Nhưng mà nếu quý vị có cái căn bản, quý vị thấy ngày giảng cũng trở lại tư tưởng nữa. Ngày đưa ra ngày giảng nó khích khao giữa tư tưởng và bát nhã. Nhưng khi có pháp hạ thủ công phu thì ngài cũng trở lại tư tưởng như thường. Bởi vì hai cái đường lối tu tập nó khác nhau. Cái lối theo tư tưởng là tập trung kỹ mạnh lâu sâu và quán vô thường, vô ngã, khổ đau để mà giọt lên cao. Từ người trời giọt lên trời dục giới thấy là vô thường, vô ngã, khổ đau, giọt lên sắc giới, giọt lên sơ thiền là cái gai của nhị thiền, giọt lên nhị thiền là cái gai của tam thiền, giọt lên tứ thiền. Tứ thiền là cái gai của tứ không, giọt lên nữa. Giọt tới phi tưởng thì vô sử xứ là thấy mình tương đương với A-la-hán. Phi tưởng thấy mình tương đương với Như Lai. Thật coi là tương tở. Đây là đồ dỗn thôi. Hôm trước tôi có giảng rồi. Tôi nghĩ là quý vị đã có suy tư rồi, văn rồi tư. Thì hôm nay tôi áp dụng vào cái cuộc sống, áp dụng vào những cái bài giảng của các nhà học giả, các nhà tiến sĩ. Bên Nam Tông là tiến sĩ Nam Tông nhiều á. Hòa Thượng cũng đâu có phải vợ, ngài mới thấy được cái chỗ đó thì cũng giống như thôi. Nhưng mà ngài giảng vô thường, vô ngã, duyên sinh thì ngài lọt qua tư tưởng nữa. Thì quý vị nên mua cái quyển này để coi, con đường chuyển hóa. Tôi ở dưới tôi photo 60 quyển, tôi tính dạy tứ niệm xứ ở dưới. Thì tôi qua kinh 66 rồi, thì bắt đầu qua tứ niệm xứ nó dễ thôi. Nhưng mà tôi dính cái bệnh rồi, giờ tôi đi giảng tùm lum dưới giảng ở Phật Thất 5-6 chỗ. Rồi phải xuống đây nữa, rồi tay tăng tùm lum, rồi đi khai thị cho người chết, bây giờ chết vô cùng. Mà trước khi chết họ là muốn gặp mặt thôi, thấy khổ chỗ đó. Họ mới vui vẻ họ ra đi. Rồi mình phát Bồ Đề Tâm thì cũng phải lại đó trước mình. Khai thị cho họ bốn điều là xác thân phải chết, linh hồn không chết. Mà linh hồn là cái gì chỉ cho họ. Rồi sở dĩ mấy ông bà mà tạp niệm không, nhất niệm phát nguyện là giảng sanh thôi. Mà muốn nhất niệm phải gì? Sáu căn tập trung vào đối tượng của A-di-đà. Mắt nhìn hình tượng, tai nghe tiếng niệm Phật, mũi ngửi mùi nhang trầm, miệng niệm thầm theo, cái mặt xây về hướng mặt trời lặn, cái óc là quan trọng nhất, phải nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, đó là ba điều. Điều thứ tư là ma thì màu đen, Atula thần thì màu đỏ. Bởi vì khi mình giận cái hào quang, mình khi mà tu theo cái đó thì cái hào quang nó tủa ra thôi. Quý vị nhớ giận mặt đỏ ké, nhưng quý vị đắc quả mình sẽ thấy là hào quang chung quanh đỏ lòn. Còn quý vị có cái tư tưởng ác đó thì cái hào quang chung quanh nó tối hù. Còn màu trắng là chư thiên, giữ giới rất kỹ. Còn màu xanh là tiên. Cái này là trong sông Mật Tông. Còn cái màu vàng nó mới chính là Phật. Thì khi Phật hiện ra màu vàng mà cầm cái hoa sen, đó là sắc thân. Mình nhớ nghĩ tưởng là cái linh hồn không chết, thì bỏ sắc thân này mới gá vào cái bông sen, thế là xong. Thì cái niềm tin ở các sư mặc áo vàng rất là thành ở dưới họ cho tôi là A-di-đà, tôi nói không phải, tôi đại diện cho Phật A-di-đà thôi. Thì đa số họ giảng sanh hết. Tôi thấy cái phong tình độ nó rất là thù thắng. Giảng sanh là trước khi chết họ tỉnh. Thì tôi lợi là chết rồi tôi về thôi. Theo sư trưởng Minh Đăng Quang là không có ở dưỡng thai ma. Các vị khất sự không đi đám tụng kinh. Thỉnh thoảng vì tình cận sự của sư gia, các sư đến thăm bệnh an ủi để nói pháp mà thôi. Trong chân lý sư trưởng thì tôi với tóc sửa mối tôi có quyền đến. Thì tôi chỉ rồi xong đó là chết, đó là khai thị mà chết không chết. Tôi giao lại cho các ban hội niệm cư sĩ. Dưới ban cư sĩ nhiều lắm, mấy người niệm Phật 300-600 mấy người đi hội niệm ạ. Rồi tôi nói giao nhắc lại bốn điều này ha, đó là khai thị rồi hậu sự tôi có làm. Tóm lại cái hậu sự đó, là không đi giấy tiền vàng bạc, hay không tiền đô la, không bỏ vàng vào miệng, những cái mê tín dị đoan của đời tôi đều để trong đó hết. Thì gia đình phải y theo cái này. Và trong 49 ngày đó sau khi chết phải ăn chay trường hết cả gia đình. Rồi sau đó phải mua chim mua nấy là kêu phóng sanh hồi hướng cho người chết. Chứ đừng rải giấy tiền đồng bạc, đừng lầu kho sáu phương. Thì cái đó là những cái trong kinh tôi gây lại rồi tôi đưa cái ban đó cho gia đình coi để làm hậu sự. Rồi bây giờ cứ đi hoài, người chết bây giờ nhiều lắm. Giờ bệnh hoạn chết biết nhau, biết là bao nhiêu. Mà trước khi chết là phải có tôi gặp mặt, gặp tôi vậy mà mới chịu ra đi. Bây giờ mình phải làm cho rồi sao, thành ra bận rộn đủ thứ đó. Thành ra tôi tính soạn cho quý vị, tôi photo một mớ
cái của tôi với cái mà ngũ quẩn tiến trình ngũ quẩn đó. Nhưng mà nghe ông Minh Cảnh nói tôi nói thôi bỏ. Như bài kinh 66 tôi đã làm xong tóm tắt rồi. Thì có Phật tử tóc ký hay sao đó mà tôi thấy ông sáng tỏ. Tôi sửa lại nhưng mà nghe ông nói vậy tôi nói thôi. Ông tính đem xứ này nhà Pháp. Tôi nói Pháp có ai coi đâu. Tôi thì lầm tôi tưởng Tăng Ni là rảnh nhất. Không nhà, không cửa, không vợ, không chồng, không tiền, không bạc, không gì hết. Chỉ có đi bát xin ăn rồi ngồi thiền thôi. Thì đâu ai rảnh bằng Tăng Ni. Cư sĩ đó đủ thứ, nào lo cho cha mẹ có bổn phận, có quyền lợi, có trách nhiệm, đủ thứ hết. Còn người tu không có bổn phận, không có trách nhiệm, không có quyền lợi. Có nghĩa là có vô số bổn phận, vô số quyền lợi, vô số trách nhiệm. Mình đâu có một cha, một mẹ, mà vô số cha, vô số mẹ. Mình đâu có quyền lợi, có tiền bạc gì đâu. Đâu có trách nhiệm, mà trách nhiệm hết cả chúng sanh. Thì mình là một kiền liên, chứ không phải là cha mẹ một người như là Du Lan Bó Yếu mà ôm nhau ngồi khóc. Mà mình phải độ hết tất cả Phật tử, tất cả chúng sanh, dầu trâu, bò, heo, chó cũng là cha mẹ mình nhiều kiếp. Thành ra mình rất là rối rảnh. Thế mà Tăng Ni bây giờ còn thua cư sĩ. Có cái cô giữa xa đét cổ nói cho tôi không biết. Thì tôi không mới rành, cổ nói cô đi hết các chùa đó. Mấy sư cô còn bệnh hơn con nữa sư. Con tính xuất gia giờ sư chỉ chỗ nào mà giống như sư. Chỉ đi bát xin ăn rồi ngồi thiền xem kinh thôi. Chứ không có đi bán mấy ít, không làm bánh trung thu gì hết. Trung thu tới nữa. Mấy cái chùa là mấy trung thu bắt mấy sư cô đi bán. Mấy sư cô phải làm suốt ngày. Đặng lấy tiền vô mà tiền làm cái gì? Ta xuất gia giới thứ 10 là không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Ai thọ 10 giới là bả giữ cái đó thôi. Đằng này là 250 giới, 348 giới. Mà lại cầm tiền còn xài đủ thứ, điện thoại di động đồ đủ thứ. Dưới tôi mà xuống dưới rồi đó mà sư nào muốn nhập chúng là điện thoại di động phải gửi, tiền bạc phải gửi. Tôi lo hết, không được tiếp chuyện gì hết, chỉ tu tịnh thôi. Nghĩa là theo trú giả lục thời của Minh Đăng Quang thì ở được, còn không thì thôi đi. Mỗi người phải đi ba. Rồi về ba ngộ pháp xếp thêm tôi dưới một ba bốn gia đình xếp một ngày. Xuống dưới 20-30 người cũng đủ. Muốn gì ở ngoài hãy có tăng lợi đông đó thì họ đến là lắm. Dưới bây giờ Phật tử đông lắm. Xuống hội lần 300-400. Nhưng mà nghe cái chủ nhật giảng bài kinh 66 còn có 40-50 à. Vì cái đó nó khó lắm. Tôi giảng về Bát Nhã. Còn rằm với 30 tôi giảng về Tịnh Độ. Tịnh Độ thì rất dễ hiểu. Chỉ cần nhất niệm phát nguyện là nhiêu đủ rồi. Còn cái kia khó à, phải đắc quả nhập lưu, nhất nhẫn lai, bất lai, vô sanh la hán. Mà nhập lưu với người trời giống nhau làm sao? Người trời là thuộc về ngũ âm ma. Nhập lưu là dứt ngũ âm ma. Mà nó giống hệt. Còn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nó giống như nhất nhẫn lai làm sao? Còn tứ thiền sắc giới là tứ không, tương tự với bất lai làm sao? Thôi thì cái này mình phải nắm cho vững, nó phải nhức đầu. Mở dưới học thì nó đỡ hơn đây. 4 ngày chủ nhật, cứ 7 bữa gặp nhau lần. Học rồi từ này từng sau phải trả bài. Tôi mới giảng bài mới nữa. Còn không thuộc là không được. Thành ra rút lên rút hồi còn có 30-40 thôi. Thành ra dưới tôi in đó là photo 60 quyển như vậy. Ở dưới mận đầu cũng 60-70 rồi rút bây giờ còn có 40-30 thôi. Thì trả bài ai cũng sợ hết trơn á. Thì tôi nói làm bài chép trong giấy. Nếu ai nói miệng thì hai ông ấy chép giấy đọc cho tôi nghe. Tôi nghe tôi biết cái trình độ liền là tôi bắt đầu lặp lại giảng lại hoặc là tôi giảng sâu hơn. Chúng ta trở lại để rồi hết giờ tôi trở lại nhiều chuyện. Thành ra bên Nam Tông nó lấy cái tứ thiền tứ không làm cái chỉ. Chúng ta chia cái đó là cái đó thuộc về chỉ, còn cái định thì chúng ta danh từ thôi. Thì cái chỉ tôi dùng cho tư tưởng, còn cái định tôi dùng cho Bát Nhã. Cái danh từ thì nó nhớ. Còn cái quán tôi dùng cho tư tưởng, rồi cái huệ tôi dùng cho Bát Nhã. Quý vị phải nhớ lại cái nó giống giống mà nó khác. Thành ra bên Nam Tông nó lấy cái chỉ là cái pháp môn đè nén đó, thăng qua lên để làm chỉ. Chúng ta có thể tu chỉ mà không cần quán, được. Cứ đè nén thôi, hãy nổi sân là cứ đè. Nhập sơ thiền không được, nhập nhị thiền không được, tam thiền không được, tứ thiền không được thì xuống địa ngục. Nó phăng xuống một cái nổ là banh sành hết. Mà thường thường cái tứ thiền nó mạnh lắm, ít có khi nào sân lắm, thế đó là hết rồi. Cái nhị thiền là dứt chức cái sân rồi, tam thiền là dứt phóng dật rồi, hay là trạo tử. Tứ thiền là dứt cái tham dục. Quý vị coi hôm trước tôi có giảng rồi, quý vị về phải ôn lại thôi.
bắt tôi giảng hoài tội nghiệp cho tôi. Rồi cái quán của bên Nam Tông đó, bên Nam Tông có chỉ có quán, ngoài đạo có khi có chỉ mà không có quán. Mà nếu quý vị tu chỉ mà tới tứ thiền rồi quý vị lọt con cái hư không rồi quý vị ra không được. Cái tứ không là cái mê hồn trận, nơi đó không có xác thân, chỉ bằng tư tưởng thôi. Thân là hư không, hoàn cảnh là hư không, cái tâm là hư không, thì nó bao la vô cùng rồi làm sao ra được. Người tới thức vô biên thì còn dữ hơn, rồi tới vô chỗ xứ là tương tự như A Lán, Niết Bàn tịch thịnh, rồi tới phi tư tưởng xứ tương tự như Như Lai. Quý vị coi lại cái kinh Trung Bộ, cái chỗ mà nói về pháp môn tu trong đó, đó thì do vấn đề trong đó giảng không rành. Nhưng mà nếu mà có căn bản mình coi mình hiểu, còn không là coi không nổi, nhất là vô sở xứ và phi tưởng. Trời, nó giảng rắc rối vô cùng, tùm lum mà nóng nóng được. Nhưng mà nắm được cái căn bản rồi có thể mình suy gẫm coi lời, coi tới, coi lui 7-8 lần. Cái kinh đó, kinh gì đó tôi quên, tôi tựa tôi không nhớ, thôi đại hai quên lắm. Tôi coi tôi nắm cái ý rồi tôi quên hết, ở đâu mà nhớ cho nổi. Đó thì cái Nam Tông, cái một của nó là tu tứ thiền, đè nén xuống. Rồi tới nhự thiền bắt đầu quán cuộc sống là vô thường, vô ngã, khổ đau, Vipassana. Mà vô thường, có ngã, khổ đau đâu phải là đạo Phật. Mặc dù Phật có giảng, Phật tùm lum hết trơn á, nhưng mình phải trạch pháp chứ. Đổ thừa Phật cũng như là thân bất tịnh, thọ tiền khổ, quán thân bất tịnh, thân như thân. Thân bất tịnh Phật cũng giảng, mà thân như thân Phật cũng giảng. Mà thân bất tịnh đã sáu chục gì kỳ kheo tự giận chết, thì do Đức Phật giảng. Chúng ta thấy, nhưng cái mục đích Ngài đâu phải là như vậy. Ngài giảng là thân bất tịnh để rồi Ngài mới qua thân như thân, hay là thân nơi thân, thân trên thân. Tôi thích chữ như trước. Thì cái căn bản đó thì Nhất Hạnh thấy được cái chỗ đó. Nếu vô thường, vô ngã, khổ đau thì đạo Phật là đạo khổ đau, là đạo chán đời. Bể khổ mênh mông phóng sóng lục trời, khắp trần theo một lá thiền chơi. Thiền ai ngược gió, ai xuôi gió, xem lại cùng trong bể khổ thôi. Đạo Phật là đạo khổ và đạo chán đời. Như vậy là ai tu nữa? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ, ham muốn không được, sắc thân này là khổ, sắc thọ tưởng hành thức là khổ. Như vậy tu đạo Phật rồi tu vào cái yếm thế chán đời, chúng ta lầm. Thành ra Hòa Thượng Nhất Hạnh mới ba một cái là vô thường, vô ngã, là duyên sinh. Mà duyên sinh là cái gì? Chúng ta mới thấy là cái duyên sinh nó khó. Thì chúng ta có bản dễ hơn nha. Hôm trước tôi có viết là đã bốn đường ác nè. Thì thân là không là tỉnh nè, thọ là sướng nè, tâm là thường, pháp là ngã nè, còn đây thân là bất tỉnh nè. Tâm là vô thường, pháp là vô ngã, còn tới bốn bậc thánh đó. Thì thân như thân, thọ như thọ, tâm như tâm, pháp như là pháp. Còn ở đây đó thì thân
có tâm pháp, thì tất cả cái này là rất là nhiều dùng những cái từ đó, tùy duyên này, tùy duyên hay tùy tưởng đó, đây là nhận dẫn nè, hay là tự tại nè, hay còn kêu là thị hiện nè, thì tùy quý vị có cái danh từ gì chứ, tức là nó gồm hết mấy cái này. Thì chúng ta nên nhớ cái này thì chúng ta thấy dễ đó, thân là tịnh, thọ là sướng, tâm là thường, pháp là đã, thì bốn đường ác, thì chúng ta đừng nói là bốn đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ma tu là địa ngục, thì không nói gì là chưa có cái biết, chưa có sự sâu. Địa ngục còn cả hai thứ thôi, chúng tôi giảng rồi, địa ngục vô gián đó là cảnh vật bên ngoài, hay trong mình đó là mắt, là ghen, là lỗ tai, tức đấy, ẩn tiểu gì đó, thì cái đó là địa ngục, thì chưa có cái biết, chưa có sự sống luôn. Còn trong mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là có sự sống mà chưa có cái biết, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là chỉ nhận lấy sự vật thôi chứ chưa có cái biết, thì cái đó là bốn đường ác. Rồi tới ngạ, tới súc sanh thì bắt đầu có sự phân biệt, thì ngạ quỷ là có cái biết mà chưa có phân biệt, biết dễ chịu, biết khó chịu, biết không dễ chịu, không khó chịu, nhưng mà phân biệt tại sao vậy thì ngạ quỷ không biết, thành ra chúng ta kêu là tham, tham lam, hãy thấy sự vật là chìm đắm trong đó liền, chụp liền chứ không có phân biệt lợi hại tốt xấu gì hết, thì cái đó là ngạ quỷ. Còn súc sanh đó là có phân biệt, là phân biệt xuống dần, tức là phân biệt một cách lờ mờ đó, mà khi mà cái ngã quỷ nổi lên là nó không còn phân biệt nữa, tức là lờ vốn nó cũng biết con được con cái, biết vợ chồng, biết con cái, nhưng mà khi nó đói quá rồi con cọp cái, con sư tử cái là ăn con, nó không còn phân biệt là con nữa. Nào, khi mà nó loạn cái tình dục, nó có thể dâu có với con khác, dâu có với con nó luôn, thì đó chúng ta nói là cái súc sanh là cái biết mà lần mà chúng ta thường kêu là vô minh, thì vốn này nằm trong cái căn bản của vô minh. Còn Atula là những người thích chiến đấu, chúng ta thấy mấy kẻ nhỏ đừng không ăn luôn xuống đến đánh giặc thì kia đó, thì chúng ta vẫn còn còn ganh tị nhau, chúng ta cũng nằm trong Atula là cái tâm tập đấu chiến đấu thích hơn vua. Thì bốn cái này là bốn đường ác, thì nó cũng quán thân là tịnh, thọ là sướng, vì thân có tịnh nên lấy tiếng hữu, tiếng hữu như cái gì làm cho cái sắc thân này khoái, thành ra trong duy thức học rất là chia cái đó là phù trần ca, là cái ca nổi bên ngoài, phù là nổi bên ngoài, trần là phù như vậy. Thì tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khi mình tiếp xúc cái gì mình khoái rồi, cái đó là phù trần ca. Mình thấy tiền là mình tham, không có suy nghĩ gì hết, thì đó là con mắt nó thấy. Tiếng tài là âm nhạc, lỗ tai nghe tiếng nhạc thì là khoái, không nghĩ tới cái gì hết. Nửa cái miệng mà khi đó ngửi cái mùi xào thôi, người nào vô chụp ai là ai bảo chết, thấy vàng người nào vô chụp liền, thì cái đó là chụp về phù trần ca, tức là thỏa mãn cho mắt, tai, mũi, lưỡi, sắc thân bên ngoài, nhưng còn cái thân bên trong nữa kêu là tịnh sắc ca. Chúng ta nhớ nhỉ, chúng ta sống với cái căn nào chúng ta phải để ý. Nào khi mà mình thấy vàng mình tham, thì cái tham này nó là con mắt thôi, từ trời ra, nhưng mà đưa vào bên trong rồi nó cũng suy nghĩ ở nơi tham. Vì vàng là con rắn độc. Tại sao Đức Phật nói như vậy? Thì nó khi là nó đem cho mình sung sướng suốt đêm, nhưng rồi nó lại mắc ở cùng, rồi người ta sẽ đâm giết mình chết. Do đó nó đè nén xuống, nó có sự suy nghĩ thì cái này không phải là bốn đường ác nữa, mà qua phải là người vậy ta nói cõi người nó có nghiệp. Nghiệp là gì? Là ý chí, là sự đánh đo. Thì hôm trước tôi có giảng rồi, tôi nói là thị nhi bất kiến,
kiến nhi bất tiêu phụ. Tri nhi bất thức, tri nhi bất tư. Tư nhi bất thức. Thì đây là cái tiến trình của năm cũng giải cách khác. Thì là gì? Thì là cái nhìn của cái tròn đe con mắt. Thì đây là thuộc về bốn đường ác. Kiến là gì? Kiến là cái thấy của các dây thần kinh, tức là thị sắc căn cho giảm hội đại. Và bắt đầu có ý chí, có sự phân biệt, có sự đánh đo, có sự đè nén và có sự quán. Thì tức là muốn điều kiện của người và trời được nhớ. Rồi kiến nhìn bất tri, nhìn mà chưa có sự phân biệt. Thì sự phân biệt này nó thuộc về cõi trời dục giới. Bắt đầu có ai là gia, con người chưa có ai là gia, chỉ có ý chí đó. Nói mày làm cái này, mày làm thì cái thật bại hoàn. Mày cải sửa mà cái thật bại hoàn, tức là cải sửa là có ý chí nhưng mà không có cái nghĩ. Thì cõi trời dục giới bắt đầu có ai là gia. Chúng ta coi bài luật căn với sư tử này. Mình coi mà phải lấy ý. Rồi, thì cõi trời dục giới có ai là gia, nhưng phải là gia non nữa. Không ổn kỹ đâu. Rồi tới cõi sắc giới thì mới thấy cái chiếc mũi bên ngoài là trái. Sắc tài danh lợi ăn uống đủ nguyện. Cái này là những người ta dành. Tôi có tiền bạc người ta sẽ giết tôi, ta lấy. Và nó những gì mà nó ra nó coi theo cổ tay nó ở thì cổ nó chặt lấy cái tay nó lấy nó phải ghét mình. Nhưng mà nó ăn vàng. Nó chặt lấy cái cổ mình này đấy. Rồi những người mà chết mà toàn căn vàng không nhà giàu thì nó đào cái mã lên, nó đập lấy cái miệng nó bóp ra nó lấy vàng thù quá gì phải hát tiền đó thành nó tu cái gì mà lấy ý thôi đó thành ra khỏi trời dục giới nó thấy nhầm chắc thôi trở về chiếu hữu bên trong. Hữu bên trong là sao? Niệm Phật đến từ một và hết vô tở ra đến một ly dục sanh ly lại. Cho nên là lúc chiếm hữu bên ngoài, lúc chiếm hữu bên trong, chiếm hữu bên trong thì cái gì là không ai dần được. Chỉ là do cái thiền định của mình mà có. Rồi tới nhị thiền là không còn chiếm hữu bên ngoài. Thì sơ thiền nó là cõi người và trời dục giới. Còn nhị thiền là bắt đầu qua trời sắc giới. Hoàn toàn chiếm hữu bên trong. Định sanh hiện lại. Không còn đồng sát nữa mà hiện lại tỉnh định xa. Rồi chiền đất trong đó qua tao tiền bỏ hiện luôn. Như hiển diệu là chìm đắm trong đó thân, toàn thân đều là cảm giác là rõ đó. Tức là thân là tâm lạc, chứ không phải là thân an tâm định. Khi kêu thân an riêng, cái tâm nó là tự. Thì nó có thí dụ gì người như khác nước. Mà hỏi có nước không? Thì sư trụ trị đây nó có nước dừa, nó sẽ. Thì mình cứ có thể mừng, chứ không phải là sắp sửa uống nhưng có uống đâu. Nếu sư trì để mình trễ 2-3 tiếng mà nó trời ơi, sư trì nó không khóc, nó chết mà trời quay. Em đem ra là mình thấy mình uống cho nó mát cả một ra, mình không biết mày nói đâu. Chứ là đã. Thì toàn cái thân mình đều là cảm giác là có. Thân là tâm là chúng ta để ý trong cái bài kinh trung bộ. Mà quý vị đọc cái dưỡng hiểu gì đâu. Quý vị phải học tụ công phu. Mà muốn hạ tụ công phu thì phải coi cái bộ luật. Thì lệnh hay nhất là tha ra ra. Thì biết quy như pháp. Như thanh lệnh nào. Thì coi đó rồi là mình làm thủ. Mình thấy nó không sẵn, không sai. Tôi lần trước không có coi. Tôi làm thủ như đôi đó là tôi không biết là cái gì. Thì nó đâu có kinh sách gì. Sau này tha ra ra quy như pháp là hai người là tôi có quyền. Thì sau tôi coi tôi có gì. Thì cái gì phải nhớ. Đó là cõi trời dục giới. Rồi cõi trời dục giới nó chán cái đó. Mới qua cõi trời sắc giới, tức là chiếm hữu bên trong mà còn thiếu hết, bây giờ nhập vô xuất ra được hết, thì đó là phải giữ tám giới, nó ăn với cái giới nha, để giữ tám giới, tức là phải có cái hạnh kiểm, cái quan nghiêm, còn năm giới mà hại mình hại người, còn tám giới là chỉ hại mình mất cái tư cách của người tu thôi, chứ còn hai giới thì nó cần ba cái sau là ba cái hạnh, cái này là tôi nhờ nó.
nói sự chủ là đơn giản là năm giới thôi, không năm giới thôi. Còn năm cái sau là năm cái hạnh. Giới ra thì dễ giữ mà cũng khó giữ. Và cái câu giới thì dễ, cũng còn chắc chắn. Giới thì dễ giữ và ai người hãy được. Mình sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối cũng được, không ai nói nhốt mình được. Mình sát sanh mình giết người khác thì người đó phải đánh đập cho mình. Còn bây giờ tôi ngồi ghế con nằm được động ai làm gì? Nhưng mà tôi cấp người tôi được, tôi đang đánh dỗ tôi nằm. Nên tôi ngồi trên cái ghế cao, tôi hút thuốc, tôi bạch thuốc không? Rồi bạch thuốc đi, tôi không có làm gì hết. Nhưng mà cái người tôi không xích tác, cái quan đi cũng không có đủ tôi đó. Thành ra giới thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10. Nhất là giới thứ 10. Bây giờ tôi còn tiền, còn vàng, tôi la, tôi tính làm cái gì? Nhưng mà người tôi không xích tác. Thành ra cái hạnh là khó gì? Khó lắm. Vì nên nhớ cái hạnh kiểm là cái khó nhất. Thành ra nếu hạnh kiểm nó thì mới lên cái cõi trời vô sắc được. Cõi trời sắc giới đó là ăn chay trường, trường trai tiền dục. Tức là không có lỡ lầm mà thì tránh được cái sắc dục. Nhớ nhớ tránh là các đề nét nha, chứ không phải hết đâu. Cái sai lầm của các cõi trời là chỗ đó. Chỉ có thái tử Si Đà Ta mới thấy được chỗ đó. Còn cái sai lầm cõi trời vô sắc đó là không giữ tiền, mà không giữ tiền đã tha chưa, còn lâu. Nhưng mà nếu không giữ tiền đó thì người đó trong sạch, trong sạch là giờ lớn sao? Mà lớn sao rồi khi gặp thì sao? Cũng nhíu mắt lại. Thành ra cái nhanh mình khó rồi, thì đừng cho cái chi, đừng đất nước lửa gió, đừng thân nữa thì nó không lớn. Nhưng mà học giống còn thì nó vẫn còn đâu. Nhưng mà dễ thôi. Thành ra người sơ cơ phải giữ giới rất sạch kỹ. Giới là điều kiện ác khó đầy đủ để qua trí huệ. Nhưng mà qua trí huệ rồi còn chấp giới thì thuộc giới cấm tụ. Thành ra chúng ta phải nhớ cái chỗ đó, cái chỗ khó khăn, cái chỗ đó. Nó thì cái này quý vị thấy là thị như bất kiến, thị như là cái nhìn, đây là bốn đường ác. Kiến đây là bốn đường thiện. Kiến như bất tri thì cái tri này là tiếng đây đó là của cõi trời dục giới và sắc giới với chi kiên với cõi trời vô sắc tri nó bất tư lại cái tri này thì liên can tới cái tư tư đây là hành tức là ý chí kinh nghiệm quyết định và hành động còn thức đây là cái chỗ chứa tất cả mọi phước kinh nghiệm kiến thức trí học hỏi của mình thì theo như thực học đó thì đây là năm căn đúng không ạ còn kiến đây là cảm giác bên trong còn cái này chữ tư chữ trên đây là tư tưởng còn chữ tư đây đó là ý chí là nghiệp là sự đắn đo quyết định để hành động còn chữ thức đây là kinh nghiệm kiến thức và kiến thức thì cuối cùng khi mình chết là còn có hai cái này thôi còn có nghiệp và linh hồn thôi còn mấy cái này nó dám gọi hết tại sao vậy vì nó phải nương vào cái căn thô đó là phù trần căn và nương vào cái căn di tế là tịnh sát căn thì sau khi mình chết mất tay cũng bị chết liền thì cái nhìn mình mất rồi dây từ trên 8 tiếng sau cái đức cái hẹp con cái gì thức mới đàn qua cũng đàn đi lại thành ra người chết rồi mà liền mình là không được cái trận đổ không ai và thấy nghĩ người chết 8 tiếng bắt đầu mới được và 8 tiếng rồi thì coi chỗ nằm đóng sau đó là cái chỗ ai là gia tức là thức vĩnh như xuất hiện chỗ đó thì người nào có tôn không đó người ta tiến trên đỉnh đầu ta ra đặng hết còn cái đỉnh đầu còn người cái đỉnh được vừa vừa kiếm cái trán cái trán đây là ở trời vô sắc đấy mà nếu có ai là tiếp dẫn là phát hiện thì dẫn sang về thượng sắc hạ phẩm và thượng sắc còn từ cái lỗ mũi xuống cái miệng thì đây là khỏi trời dục giới mà nếu có tiếp dẫn thì hạ phẩm trung sắc còn cái ngực còn đóng sanh về khỏi người mà nếu ai đi làm tiếp dẫn thì sanh hạ phẩm hạ sắc còn nên vậy còn cái bụng mà còn đóng thì nào bị chỗ này là chỗ hao tan trước
cái chân còn nóng là sự xanh phái đi tùm lum đó. Tôi thấy con gà con vịt như thằng kia nó cũng đi bằng cái chân nó phái nó bò đủ chỗ á, còn mình cũng bị đi nhiều cái tính chất thì đây là sự xanh. Còn cái bàn chân rồi còn nóng cuối cùng đó là điều đây là chi thức ạ. Đẳng sánh giảng sanh điêu nhân tông đạo địa quốc bàn sanh tốt hạ hàng địa ngục tốt đề xuất thì đó là trong duy nhất thôi duy nhất rồi này nhà tôi đã tôi qua tình độ tình quái tôi đã sáng tỏ rồi cái tướng địa sứ này tôi cũng làm tháo tôi nói cái căn bản cái gốc thôi tạm niệm nhất niệm vô niệm vô niệm 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 vô niệm tôi có nhóm cái này đi vào các giảng sư cứ nhiều giảng sư hết tiến sĩ không tiến sĩ là đồng tông, tiến sĩ là phật tông. Bây giờ chúng ta trở lại thì bây giờ sao mà thì chúng ta nhớ mấy cái này nữa là bốn người ác đi tới xuất sanh Atula thì có giới định tệ nhưng mà chúng ta chỉ là tà giới tà tôi giảng sơ á, quý vị thấy ở trong phong tần hay là trong cái buổi làm việc có nó những loại xuất sanh nó tôn nó cũng phải người chư trưởng cũng có nói rồi thuốc là già có thể nó dọt lên là người làm tiên thành ra trong phong tần có hai thức tiên xỉu giáo và triệt giáo. Triệt giáo đó thì là những người ta mà tu tập còn bên kia xỉu giáo thì là lần cuối là tu tập hai bên nó mới đánh nhau. Nhưng mà khi chết rồi đó thì bây giờ thuốc tu hành mà thường thường nó không đúng tức là dự tiên bây giờ đó, tức là mình muốn biết cái cõi mình có bệnh hay không thì thường cái máy qua kế tiếp để mà chữa nó. Còn bên thiên tiên với thần tiên người ta không cần, người ta dùng cái con mắt người ta chiếu vào con người người ta thấy cái cõi của mình thì cái này cao hơn. Thành ra rồi tốt mà khi bị mấy ông thiên tiên mà đánh chết rồi hả thì người ta không cứu được cái hiện hình. Còn bên người là biết tiên, người biết trời mình tu thành tiên đó thì ít có bị chết vì họ cái thần là con mạnh họ cũng dùng cái mũi bố không phải là cái mũi bố mà cái thằng móc mũi bố là thấy lên niệm chú cho nó hiện hiện cái đó là ba điểm. Còn những con người tôi là ta lấy ngay của mình thiên nhãn thiên nhị tha tâm thành tốt là ngay thì theo đầu tiên nó thiên nhãn là con mắt mũi thì có con mắt là khi mình tu nó mở con mắt ra là chúng ta có thể nhìn thấu những cái cõi của mình bây giờ tôi chú tiên mà. Còn thiên nhĩ tâm đó là ngay cái chỗ cái hồn cái tất cả là cái lỗ tai thì nó hồn ngay đây tất cả hai con mắt này nó hồn ngay đây thành ra khi nó mở mắt chúng ta thấy và cái vậy người ta cắm đây cái điều này là thiên nhĩ minh rồi đức Phật thì kêu là minh chỗ đấy đó là trí tuệ thì sau này chúng ta còn lấy thiên nhãn thông với minh nó khác nhau sao tam minh lục thông thì sao lại thường thấy bát minh chứ lại có thì ngờ tới những gì cái tao đổi những gì cái sáng tỏ giữa người trời chí đạo thành ra cái thiên nhãn lên đây thiên nhĩ minh là sai mà có nghĩa nghe xa nên biết tất cả các tiếng mình thành nó ăn với hai cái lục tao suốt đời rồi tha tâm minh thì ngay cái tức thì tức là chúng ta kêu chứ ngay cái nửa người chúng ta cái việc bên tiên nó kêu là duy tình bên phật hay là chứng thì cái tha tâm tâm là cái này nó hội qua hai cái tiên qua người ta sẽ biết cái tâm người ta còn tốt bản minh đó là nó dưới như cái hướng tình tâm phật tức là biết được quá khứ một kiếp hai kiếp nghìn kiếp của chúng sanh thì cái chuyện này nó sẽ tha. Còn thành tốt không thì nó ngay cái hội môn bên bên tiên hay là bên yoga thì kêu là con rắn nữa hai cái đó rồi mà chuyển động lại rất là mà nếu ở đây mà có dân tiền đó thì khổ quả ngọc ma chết liền thì không có cái gì mà không có gì có làm gì thôi tại cái lên vậy còn cái độ cảnh thân thì nó nằm ở đây kêu là những má hồ thôi tôi nói sơ qua đi ấy rồi tôi nói là tôi tiên mới làm được thầy nói tôi cái đó là tôi thấy nó sai nó khóc thật thầy gặp những tối chắc chắn thầy nói mình hôm qua dẫn cho sư cụ nghe tôi nói bỏ tu đoạn đoạn âm không bằng đoạn tâm
âm căn dương căn bản thân không bằng bộ tâm. Dương vật âm hậu thì nó chỉ là cái dùng để tiêu tiểu tốt, mà cái tâm mới là chánh. Thân nghiệp khổ nghiệp không quan trọng, mà yếu nghiệp mới là quan trọng. Đạo Phật nói cái ý, còn bên kia nó sắp ra cái gì mà thân thể trách kiện trong tinh thần cái mẫn tới là đó lựa chọn. Vì hiện cho cái thân thể mình mặn với vị sĩ này kia mà ấy, cái tư tưởng dần được khởi lên và sốc da cho mình đã chết luôn, thì là bỏ qua được. Còn Đức Phật thì bắt ngay cái ý nghĩa là cái tâm. Mà cái tâm an thì sao? Thân nó khỏe mạnh, tâm là chủ của thân. Mà niệm thân đó thì cái tâm cũng khỏe, mà niệm tâm thì cái thân cũng khỏe. Nhưng mà niệm thân rồi là cái tâm không niệm mà khởi lên cái ước muốn đại bạ rồi thì cái thân nó tốt vậy. Nó là ta sao của thân, thì cái gì nó bán cho thân. Thành ra tôi mới nói thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp mới là thân. Chẳng thân nghiêm gì mà tôi giữ giới hơn chứ khỏi thật quan trọng. Năm giới là bước vô, tám giới, mười giới, có hai trăm giới, ổng hoạt tập liền. Phải lợi Đức Phật nó nói Như Lai cho con giữ một giới thôi nha. Chúng ta thấy Đức Phật đọc đó là con giữ cái tâm con thật. Nếu có tư tưởng ác đó thì con cứ dùng cái tư tưởng thiện con đè, con cải sửa. Rồi khi tư tưởng ác nó bớt, tư tưởng thiện nó nằm ở trên thì con đừng có cải sửa nữa. Còn cái theo là cái diễn biến của tư tưởng. Tư tưởng từ đâu mà có? Do cao tiếp xúc với trần thì bắt đầu có nhãn thức rồi mới có xúc rồi mới có tỏ, nó còn nó lại đây mà còn tư tưởng. Mà nếu con thấy rõ cái diễn biến nó rồi thì con là thánh, là Phật, là Bạch, là La Hán. Cái đại khái vậy nó cứ từ cái đại rồi là không chịu thôi. Mà thành ra cái tôn giả có mục đích là chỗ đó. Thành ra ở đây chúng ta đi qua cái này ha. Thành ra bốn điều ác này nó cũng vẫn có sắc thân, có cảm giác, có tư tưởng. Nhưng mà sắc thân vô minh là mà cái hậu pháp màu đen. Rồi cảm giác là cảm giác ngã quỷ, chiếm hữu không có suy nghĩ nữa. Còn xúc sanh là suy nghĩ một cách thú vị. Khi mà mất rồi trở lại ai nghĩ là thành ra nó cũng vẫn có. Ngoại đạo nó cũng tu, cũng có giới định tuệ, không phải nó có. Thành ra nó chỉ có đạo mà có giới định tuệ thôi, chứ nó không có giới định đó. Của ăn cốt cũng có giới định tuệ, thì giới là biết được. Thế nhà bác học cũng có giới định tuệ. Định là nó phải tập trung vào cái đối tượng, nó mới chia coi hàng nào đi đón đường, hàng nào lấy đồ, mà trở về cái hang đốt thì sao. Nó thì nó cũng có tập trung. Học sinh cũng tập trung. Nó phải giữ giới, phải có kỷ luật của học đường. Mà khi nó tập trung nghe tiếng mà múa lên người kia thì thầy giáo hồi đó phải bỏ hết khô cục là em tập trung được đấy. Nó là đấy. Mà đến là em mới nghe thầy giảng thì em mới hiểu được. Thì đạo Phật mình cũng vậy thôi. Nhưng mà cái giải thích khác thì tôn giáo ngoại đạo 62 cũng tôn giáo nhiều giới định tuệ hết, nhưng mà giải thích khác nhau do cái chỗ khác nhau mà cái chết. Mà nếu giữ giới định tuệ cho kỹ rồi cái chết rất là trong sáng, mà trong sáng thì có thành công. Mà thành công không phải là đạo Phật, mà không có thành công không qua đạo Phật. Chúng ta phải dùng cho đó thôi, giờ sơ vậy á. Quý vị về suy nghĩ thêm. Chứ tôi giảng cái này hết giờ á. Chứ giảng ra vậy á. Nếu có lạc gia nữa thì chúng ta hãy giảng thử. Nếu có thì là không có. Tôi muốn quý vị làm sao qua cái này. Muốn qua cái này thì quý vị cũng phải qua cái này. Rồi qua cái này thì qua cái này. Cái này là tư tưởng ác này. Cái này tư tưởng thiện. Nó khó. Thành ra qua tới cái này đó, thân là bất tịnh, thọ là khổ, tâm là vô thường, pháp là vô ngã. Còn quý vị không biết tâm là cái gì, pháp là cái gì, thân thọ thì dễ. Tâm pháp chưa chắc đây quý vị đã đúng đó. Nếu quý vị không qua cái tiến trình của năm dũng, quý vị không biết. Thân đây đó là sắc dũng, thọ đây đó là thọ dũng, tâm đây đó là tưởng dũng, thành dũng, gần cái tâm này đặt đó, nó thuộc về tưởng hành cộng với một phần của thức lượng. Còn pháp đây là toàn thể thức lượng, tức là A-lại gia. Thành A-lại gia của chúng ta từng kêu là hư vô di tế, thì nó đã là những nhân tố thẳng thẳng.
chúng ta chỉ đã thấy cái đó ta thì trong lưu vô như thế là một năm này đã lấy ra thì nó có một phần rồi mà thì kêu là lưu động tử kiên cố hay là vô minh chiên lại thì cái này nó sao mà nó thì nó thành nó một năm thì các thấy chúng ta làm tốt. Chứ bây giờ tôi muốn nói thấy quá thì mới bị nắm được cái khái niệm thôi, còn phải gặp nhau nhiều lần chúng ta mới đi vào chi tiết. Mà nếu khái niệm thì không nắm được thì chi tiết là bị chết. Thành ra cái này mình thấy nó là bố, chứ thật sự thân tọa tâm đều nằm trong pháp hết, không có pháp là không có gì hết. Thì cái này cũng vậy, mà pháp thì pháp có hai thức pháp, một thức pháp chu kỳ, một thức pháp sát na. Chu kỳ là nhân quả chu kỳ, sát na là nhân quả sát na. Chu kỳ là nhân quả khác thời, sát na là nhân quả đồng thời. Nhân quả sát thời ví dụ dễ hiểu thôi, khoa học cũng hiểu được. Nhân quả khác thời ví dụ có. Thành ra Hòa Thượng Nhất Hạnh mới sửa lại là ở đây thân tỏ tâm pháp thì chúng ta không cần hoa chỉ. Nhưng mà không cần hoa chỉ nghĩa là phải có chỉ trong đó. Nhưng mà chúng ta chiếu động cái tương quán, mà cái quán nào cũng phải có chỉ trong đó hết. Nếu chúng ta tu đề hén chúng ta không cần quán được. Nhưng mà nguy hiểm, đề nó quán người xuất gia đòi quán mà không cho nó bốc được hơi lên thì nó có thể dùng là được, nhưng mà quá tải của nó rồi, xuất nó rồi nó đổ bay hết. Thành ra nhờ cái quán. Thẳng hạn như tôi lấy ví dụ nãy tôi sân, thì bây giờ tôi cứ niệm Phật nè xuống và tôi cứ vô thở ra, mà không được nữa thì tôi qua định sanh nghĩ lại, định sanh lại có yếu nữa tôi nhập định sâu kỹ nữa tôi qua lại liên hỷ nghĩ lại, mà không được tôi nhập tôi cứ tìm tới đây là sáng hoàn toàn, còn không được nữa thì ra thôi. Còn cái quán là phải khi tôi sanh hết tôi nghĩ rằng thôi mình gì trước nó có quan tâm, chưa biết trước chắc mình chữ nó dừng nó chữ lại thôi rồi. Cái này rất là nhẹ. Còn người lớn được tôi quá chắc khác. Thôi mình là người tu, mình người lớn nó là người luôn chưa biết hết, thôi mình tha thứ ta nó. Thế em, mình tha thứ không được nữa, thôi giờ mình coi như nó là ủi đất, mình ủi xuống. Còn không được nữa, thôi bỏ lại. Chắc không đa tại nó, mình có đối diện với cái chữ của nó nữa. Thì tất cả cái này là pháp quá. Mà quán nào không có chỉ làm sao quán được. Thành ra trong quán là tự nhiên có nằm chỉ trong đó, mà trong chỉ không có quán đến được. Và muốn quán cho mạnh đó thì phải qua cái định nhị thiền rồi bắt đầu mới quán. Thì cái quán này nó vô tình hơn, có chỉ không quán. Còn quán không nghĩ cái chỉ phải có chỉ trong đó. Cái tâm tạm nghĩ là sao mà quán. Thành ra có lẽ rất còn thấy cái đó. À, nó chấp nhận cái tướng niệm xứ này, thành ra tôi đưa mới nói là con đường duy nhất chỉ có đạo Phật mới có. Thì hồi xưa giờ ta đã có chỉ có quán rồi, nhưng mà ngoại đạo chú trọng tới cái chỉ, mà chú trọng cái chỉ nhiều cái có thành công mà không có. Thành ra sang một cái là nó lỗ một thiếu quán. Thành ra ngày nãy nếu mà quán thì không có, đương nhiên phải có chỉ, không có tâm định thì không có cái chỉ là sao quán được. Thành ra cái chỉ, chữ Hán viết nó chỉ là ngưng lại. Còn cái định đó là yên lặng. Thành ra tôi muốn dùng cái định này cho Bát Nhã cái chỉ này dừng cái tư tưởng lại, đè nén nó xuống, tập trung tỉ mạnh lâu sâu đè xuống. Thì cái này là chỉ những lực. Còn cái định này nó là không có nhập, không có sức. Vũ trụ luôn luôn là yên lặng. Cái lặng lẽ của vũ trụ là tôi thích dùng chữ định này là lặng lẽ. Còn chữ quán đó, đó thì quán ngay đó là tập trung vào đối tượng, phân tích và tổng hợp nó, chia rẽ từng cái và tổng hợp nó. Thì cái này nó nhỏ hợp được rồi thì mới chế ra môn nguyên tử cái này kia, nó biến đá thành vàng, mới có môn nguyên tử, mới có tàu lặn, mới có phản lực này kia là nhờ cái quán này. Mà nếu quán này mà không chỉ làm sao quán được.
Còn qua tới độ Phật thì cái quán nó kêu là cái tuệ. Tuệ đây là có hai thứ. Một cái tuệ của A-la-hán, tức là nhìn tất cả giải đọc các pháp sai biệt này, mà không nhớ lại cái vô sai biệt. Đây là tôi. Bây giờ chúng ta qua cái này chút nha. Hôm trước tôi có giảng rồi, tôi lặp lại chút nha, tôi giảng nhiều cách lắm, giảng nhiều cái lắm như vậy. Bây giờ tôi vừa nói là cái dòng sông, cái dòng sông, nghe không? Thì dòng sông chúng ta tự cho cái vô lượng vô biên đấy. Thì trong này, dòng sông này chúng ta tự trưng cho cái ai vậy nha? Đó, tức là cái linh hồn của chúng ta hành chuyển như một lưu, hành là liên tục chuyển là trôi chảy, giống như cái đồng hồ vậy. Đó, tức là hành chuyển như một lưu. Hành là liên tục chuyển là trôi chảy thì giống như cái đồng nước này. Tức là nó vô lượng vô biên, chúng ta tạm hiểu là vô lượng vô biên, tức là nó khắp nơi chỗ nào cũng có. Rồi bây giờ